Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai đi shopping ở Lô và ở chợ Á Đông nơi mình ở, thành phố Phố Simit nha các bạn. Mời các bạn theo chân Quỳnh Mai để xem nha.
Đây là chợ Trường Sơn ở Phố Simic, nơi mình ở nha các bạn. Thì mời các bạn theo chân Quỳnh Mai xem ở chợ Trường Sơn có bán những bông hoa gì khi Tết về nha các bạn. Mời các bạn theo chân Quỳnh Mai. Đầu năm, Quỳnh Mai xin chúc cô chú, anh chị em và các bạn được vạn sự như ý, bình an, hạnh phúc bên người thân.
Xin chào tạm biệt.